Mộc giống ạ. Đây các bạn đã thấy, đây là nhà mình mới về thêm một lô mộc giống ạ. Cây thì rễ rất là đảm bảo. Có thể thấy rễ nó đây. Bạn mà ai muốn mua những cây mộc giống này, cây rất là ngắn các bạn nhé, cây chỉ tầm 5 đến 10 thôi, cây chỉ 10 cm thôi. Bạn mà ai mà mua những cây mộc giống như thế này thì liên hệ với nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn.